Xuân Khiết, thôn 2, ủng hộ thêm vào giải nhất giải phong trào thanh niên xã là 1 triệu đồng. Như vậy tổng trị giá giải nhất giải 16 triệu thanh niên xã hiện nay là 16 triệu đồng. Các đồ hiện nay là giải nhất giải phong trào thanh niên xã, tổng trị giá ban đầu là 15 triệu đồng do ban tổ chức đưa ra, hiện nay được ông Nguyễn Xuân Khiết ủng hộ vào 1 triệu đồng. Như vậy giải nhất giải phong trào xã hiện nay là 16 triệu đồng. Xin giới thiệu trong chương trình phá giải mở rộng giải 3 giữa đô Trọng Hải của Gia Lâm, người đứng giữa giải thi đấu thành công ở lèo số 13 mang trang phục đai đỏ, gặp đô Phan Thắng của Tây Tiệu mang trang phục đai xanh điều khiển chính. Trọng tài Nguyễn Đình Lệ. Hai đô theo lệnh trọng tài chống xe đài. Động tác xe đài đã cảm giác như hai đồ này đều là hai đồ có đẳng cấp và có vẻ rất là chuyên nghiệp. Một đằng thì thách thức, một đằng thì coi như vẫy gọi. Xe đài như rồng bay phù múa, vật không hay như được đẩy kéo lại. Trọng tài Nguyễn Đình Lệ đã ra tín hiệu hai đồ vật chuẩn bị trận đấu bắt đầu. Và đây là trận trong chương trình phá giải 3 giải mở rộng dành cho tất cả các hạng đô tham gia về đây đua tài. Đó đô Trọng Hải của Gia Lâm người mang đai đỏ và người mang đai xanh theo đô Trọng Hải đó là đô Phan Thắng người mang trang phục đai xanh. Và nói những đô chuyên nghiệp nhưng nhận vào cái là họ sẽ lồng thế chứ có thắc rồi. Vâng, một động tác giật gánh đi xuống đà để thực hiện một viên đánh, nếu theo đà thì có lẽ là Trọng Hải sẽ tìm cách sang sau. Đặc biệt những ở đây thì phải nói là các hàng đô có những viên đánh chỉ cần thì sơ ý thôi là có thể làm lên thắng lợi cho mình rồi và có thể bị thua chứ không có nhớ miếng. Phải nói là phá thế của đội Trọng Hải, mấy Phan Thắng chưa? Phải nói là 10-13 phần từ đâu tiếp tục lần nữa có cơ hội. Chết rồi, và này Trọng Hải đang tìm cách tăng bò mặc dù nhỏ hơn, đúng là nhỏ hơn người đó. Quan sạc nhỏ hơn. Phải nói là đúng là chuyên nghiệp của khác, đúng là người đứng giữa giải xứng đáng một anh tài. Vâng, xin cảm ơn một trận đấu của đô Trọng Hải mà đô Trọng Hải mới bắt đầu bước được 1/3 con đường. Vâng, như vậy là trận thứ nhất Trọng Hải đã làm lên thắng lợi cho mình và đã nhất thắng. Vâng, hiện nay đã có các hàng đô của câu lạc bộ vật Hà Nội cũng đã về và đăng ký. Vậy mời các hàng đô của chúng ta, các hàng đô nhận lời mời của ban tổ chức như Phùng Xá Thạch Thất, Tây Tiêu Từ Liêm Hà Nội, Đồng Quang Quốc Oai, Cát Quế Hoài Đức cũng đã nhận lời mời của ban tổ chức để về dự hội. Mời các đồng chí trưởng đoàn đưa các hàng đô vào đăng ký với ban tổ chức gây lèo để chúng ta phá giải năm nay. Vâng, và hiện nay thì ở giải nhất của giải thanh niên huyện An Phượng do đô Văn Trường câu lạc bộ vật Hồng Hà đã nhất thắng, đã đi được 1/3 chặng đường. Đề nghị các hàng đô của huyện An Phượng trên 16 xã thị trấn, các hàng đô đã có lèo
vào gặp ban tổ chức để đăng ký đua tài với Đỗ Văn Trường câu lạc bộ Vận Hồng Đạt. Ban tổ chức sẽ tiến hành tổ chức song song của cả ba hệ thống giải. Vì hiện nay thời gian chỉ còn một buổi chiều ngày nay và buổi chiều ngày mai nữa thôi. Và đặc biệt chúng tôi đã quan sát, ban tổ chức đã quan sát thấy các đồng chí trưởng đoàn, huấn luyện viên của các đội tuyển Vận Hà Nội, của câu lạc bộ, quân đội, của công an nhân dân, chúng tôi đã nhìn thấy các đồng chí. Chúng ta hãy vào gặp ban tổ chức để đăng ký cho các học trò của mình tham gia thi đấu.